Kính chào quý vị và các bạn. Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ và được dự báo là sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2016. Nhưng đối lập với sự phát triển vượt trội về kinh tế, Trung Quốc lại đang phải đối mặt với tình trạng mất an toàn thực phẩm một cách nghiêm trọng, mà điển hình là hàng loạt vụ scandal về sữa bẩn bị phanh phui gần đây. Sữa bẩn đã khiến nhu cầu về sữa nhập khẩu ở Trung Quốc bắt đầu tăng đột biến. Thậm chí, làn sóng tẩy chay sữa nội ở nước này đã và đang gây ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Không chỉ có vậy, Trung Quốc cũng đang phải gồng mình để đối phó với dịch cúm gia cầm H7N9 hiện đang bùng phát và có nguy cơ trở thành đại dịch, ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi gia cầm của nước này. Tất cả như đang vẽ nên một bức tranh không mấy sáng sủa cho thị trường được đánh giá là lớn nhất thế giới với hơn 1,3 tỷ dân. Đây cũng chính là những nội dung của chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là một công việc rất đỗi bình thường mà hàng triệu người làm cha làm mẹ trên khắp thế giới vẫn thực hiện mỗi ngày, pha sữa cho con. Tuy nhiên, với Jan Angeli, một bà mẹ trẻ đến từ thành phố London của Anh, việc mua sữa bột để pha sữa bây giờ không phải lúc nào cũng thuận lợi như trước. Tôi đến mua sữa bột cho con, nhưng kệ đựng sữa hoàn toàn trống trơn. Cực chẳng đã, đêm hôm đó dù đã muộn, chúng tôi vẫn phải đi tìm mua sữa. Nhưng cũng giống như lúc tôi đi mua, các kệ hàng vẫn trống. Ian cho biết đã vài tuần nay, các chuỗi siêu thị lớn của Anh như Sainsbury, Waitrose và Tesco đã cho đặt các tấm bảng có nội dung. Mỗi khách hàng vui lòng không mua quá 2 hộp sữa bột 900g cho trẻ em mỗi lần. Những tấm bảng tương tự cũng xuất hiện tại các siêu thị ở Australia, Đài Loan, Hồng Kông, New Zealand. Thậm chí, chính quyền Hồng Kông còn ban hành lệnh cấm khách du lịch mua quá 1,8 kg sữa bột khi đến đặc khu này. Nhiều bà mẹ cho biết, đôi lúc họ phải đi đến vài cửa hàng mới mua được loại sữa thường dùng. Và nếu không đến đúng lúc các nhân viên siêu thị mới xếp hàng lên kệ, thì chẳng bao lâu sau cũng không còn sữa để mua. Rất nhiều lần tôi không thể mua được sữa ở các siêu thị gần nhà. Vì thế đành phải bỏ công tới các siêu thị khác xa hơn, nhưng số lượng sữa cũng không nhiều. Hiện bà mẹ này thường xuyên phải dự trữ một thùng các tông sữa để đề phòng trường hợp các siêu thị hết hàng. Việc hạn chế số lượng sữa bán ra cho người tiêu dùng được giải thích là để giúp các nhà sản xuất bảo vệ nguồn hàng và đảm bảo sản phẩm đến tay nhiều khách hàng, nhất là sau khi nhà chức trách phát hiện nhiều người mua sữa với số lượng lớn để bán sang Trung Quốc kiếm lời, gây ra tình trạng khan hiếm sữa tại các thị trường quốc tế. Sau nhiều vụ bê bối sữa bẩn liên tiếp bị báo chí phanh phui trong thời gian gần đây, người dân đại lục đang mất lòng tin với các sản phẩm sữa nội và đổ xô đi vơ vét sữa ngoại ở các thị trường nước ngoài. Trung Quốc vốn là nước có ngành công nghiệp sản xuất sữa khá phát triển. Tính đến nay, ngành công nghiệp này có giá trị khoảng 30 tỷ đô la Mỹ với mức tăng trưởng thường niên trên 20% kể từ năm 2000. Thế nhưng mọi việc đã thay đổi khi cách đây 5 năm, vụ bê bối sữa Trung Quốc bị lẫn hóa chất melamine làm chấn động thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường sữa nhiều nước khác. Hơn 300.000 trẻ em tại Trung Quốc phải nhập viện, trong đó có 6 em tử vong do uống phải sữa nhiễm melamine, dẫn đến sỏi thận và suy thận. Không chỉ riêng đại dịch sữa nhiễm melamine, hàng loạt các cuộc khủng hoảng an toàn thực phẩm sau đó tiếp tục nhấn chìm niềm tin người tiêu dùng Trung Quốc, khiến người dân không còn dám cho con mình sử dụng sản phẩm đóng dấu Made in China. Giai đoạn cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, hai công ty sữa khá nổi tiếng ở Trung Quốc, Mông Ngưu và Ava Dairy, đã buộc phải thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em do bị nhiễm chất gây ung thư aflatoxin với hàm lượng rất cao. Theo nhà sản xuất, vấn đề nhiễm aflatoxin là do nguồn thức ăn cho bò bị nấm mốc tấn công. Tại thời điểm tháng 6 năm 2012, một công ty khác là Yili Group tiếp tục ban hành lệnh thu hồi sau khi phát hiện các mẫu sữa cho trẻ sơ sinh có chứa hàm lượng thủy ngân cao bất thường. Sau những bê bối này, người dân Trung Quốc thực sự đang khát sữa ngoại. Phần lớn các bậc làm cha mẹ có khả năng tài chính đều có xu hướng chọn lựa các nhãn hàng sữa nhập khẩu để đảm bảo an toàn cho con em mình. Ngay cả khi chỉ có 1% sữa bột công thức của Trung Quốc là không an toàn, tôi cũng không muốn con mình nằm trong số 1% rủi ro đó. Người dân Trung Quốc bắt đầu tranh thủ đăng ký mua sữa trên các hệ thống bán lẻ trực tuyến, thậm chí có cá nhân còn gửi mua hàng xách tay nếu có người thân ở nước ngoài để đảm bảo không mua nhầm hàng giả. Tôi có một người bạn thân ở Trung Quốc, trước kia chị ấy chỉ cho con uống sữa bột công thức do người thân ở Nhật Bản gửi về. Cho đến khi các nhà máy điện hạt nhân ở nước này xảy ra sự cố thì chị ấy chuyển sang nhờ tôi mua sữa bột từ Anh gửi sang.
Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp các quốc gia này gom sữa bán sang Trung Quốc kiếm lời. Trao đổi qua điện thoại với tờ Sky News, một doanh nhân người Trung Quốc ở Anh cho biết tuần nào ông cũng bán được một lượng sữa bột trị giá 5.000 bảng. Số sữa này ông mua được trong các siêu thị tại Anh, mức lợi nhuận ông kiếm được là 100%. Tôi mua sữa từ các siêu thị và sau đó bán qua một trang mua sắm trên mạng Taobao của Trung Quốc. Tôi mua với giá 7 đến 9,5 bảng mỗi hộp sữa và với giá bán từ 16,5 đến 19,5 bảng. Trên trang Taobao hiện có khoảng 5,4 triệu lượt tìm kiếm sản phẩm sữa công thức cho trẻ em, Atamin. Sản phẩm Atamin sản xuất ở Anh hiện được bán với giá cao ngất trên trang này. Vị doanh nhân còn tiết lộ thêm 3 dạng gom sữa đặc thù, một chỉ là mua hộ người quen, hai là những công ty nhỏ và vừa, và ba là những nhà buôn lớn, thường ở London hay Portsmouth, mua trực tiếp từ các nhà phân phối hàng cho siêu thị, với mỗi lần mua khoảng trên 20.000 bảng Anh. Việc hạn chế số lượng bán ra khiến những người thu gom phải chịu chi phí di chuyển cao hơn, song vẫn không thể ngăn được sự hấp dẫn lợi nhuận vẫn còn quá lớn. Dự đoán sau Anh sẽ là hàng loạt các nước châu Âu phải chịu tình cảnh tận thu sữa tương tự. Người Trung Quốc đã mất niềm tin vào sản phẩm nội địa và không dễ gì thuyết phục họ quay trở lại với hàng trong nước. Sắp tới, nếu không có giải pháp kiểm soát, chắc chắn nhiều quốc gia khác cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng khan hiếm sữa. Bất chấp việc chính quyền đã ra sức trấn an sản phẩm sữa Trung Quốc đã được kiểm tra cẩn thận, người tiêu dùng Trung Quốc vẫn tỏ ra thiếu tin tưởng. Họ vẫn tiếp tục mua sữa từ nước ngoài nhằm tránh tình trạng hàng nhái, vì có tới 80% sữa của Trung Quốc được gắn mắc Tây. Điều này khiến sữa tại các siêu thị nước ngoài cũng cạn dần vì dân Trung Quốc chuộng sữa sách tay. Trước tình hình trên, chính phủ Trung Quốc cho biết đang nỗ lực để giải quyết vấn đề sữa bột trẻ em trong nước bằng cách tăng cường hệ thống giám sát thực phẩm. Cụ thể, hồi tháng trước, Bắc Kinh đã cho tăng quyền hạn chính trị của cơ quan giám sát dược và thực phẩm với hy vọng giành lại niềm tin từ các bậc cha mẹ đối với sản phẩm sữa nội. Nhưng cho đến nay, dường như kế hoạch này vẫn chưa phát huy hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, cơn khát sữa ngoại của quốc gia đông dân nhất thế giới, hệ quả của tình trạng người dân mất lòng tin với chất lượng các sản phẩm sữa nội chỉ là một trong số rất nhiều vấn đề mà Bắc Kinh đang phải đối mặt. Những ngày này, sự lan truyền của một loại virus cúm gia cầm mới có tên H7N9, bất chấp mọi nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, đang khiến không chỉ người dân Trung Quốc mà cả các nước láng giềng vô cùng lo lắng. Tính đến sáng nay 13 tháng 4, tổng số người bị nhiễm virus H7N9 tại Trung Quốc đã tăng lên 44 người và 11 trường hợp trong số này đã tử vong. Những thông tin cập nhật mới nhất về diễn biến của dịch bệnh cũng như những phương án đối phó của chính quyền sở tại trước tình trạng số ca nhiễm mới và tử vong vẫn gia tăng sẽ là nội dung chính trong phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch Trung Quốc ngày hôm nay 13 tháng 4 đã thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 tại thủ đô Bắc Kinh của nước này, đó là một em bé 7 tuổi. Chúng tôi vừa xác nhận ca nhiễm virus cúm H7N9 đầu tiên tại Bắc Kinh vào sáng ngày hôm nay. Phòng Y tế thành phố Bắc Kinh cho biết em bé nói trên hiện đang được điều trị tại bệnh viện Địa Đàn và đang dần ổn định sức khỏe. Như vậy, tính đến sáng ngày hôm nay, tổng số ca nhiễm cúm tại Trung Quốc đã tăng lên con số 44, 11 người trong số này đã tử vong. Trong khi đó, hiện mới chỉ có duy nhất một ca nhiễm H7N9, phục hồi sức khỏe và được xuất viện sau khi được điều trị bằng Tamiflu, thuốc ngăn ngừa các loại virus cúm A. Đó là một bệnh nhân 4 tuổi từng được chữa trị tại Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Phúc Đán, Thượng Hải. Các cơ quan y tế của Trung Quốc cho rằng đây là bằng chứng cho thấy không phải tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đều có triệu chứng nặng thêm. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, các cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn chưa có bất cứ tuyên bố nào về việc sử dụng Tamiflu để chữa trị cúm H7N9. Hiện các nhà chức trách nước này đang quan ngại dịch bệnh sẽ nhanh chóng lây lan từ miền Đông sang các vùng khác, đặc biệt là tràn xuống khu vực phía Nam khi các loài chim di cư đang di chuyển theo hướng này. Mặc dù vậy, các quan chức ngành y tế nước này kêu gọi người dân không nên hoảng loạn. Hãng tin Tân Hoa Xã mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Nguồn Vi sinh học và Miễn dịch học Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho thấy gen chủng virus cúm H7N9 hình thành từ sự kết hợp gen giữa chim hoang dã Đông Á với gà nuôi tại thành phố Thượng Hải, tỉnh Chiết Giang và tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Nghiên cứu này cũng cho hay việc biến đổi gen ở virus H7N9 khiến nó có thể lây sang người và dẫn tới tỷ lệ tử vong cao. Theo nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, khu vực châu thổ sông Trường Giang của nước này có thể là nơi phát sinh ra nguồn gen kết hợp giữa chim hoang dã di chuyển từ châu Âu sang châu Á với gen chủng virus cúm gà hoặc vịt tại khu vực nói trên. Nghiên cứu này cũng cho hay việc biến đổi gen ở virus H7N9 khiến nó có thể lây sang người và dẫn tới tỷ lệ tử vong cao.
Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng sự kết hợp gen được thực hiện thông qua hơi thở và chất bài tiết của các loài chim và gia cầm. Nó tương tự như sự lây lan của một loại virus trên cơ thể con người thông qua đường hô hấp. Nước uống hoặc phân của một con gia cầm có thể làm lây nhiễm virus sang những con khác. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cũng cho biết các nghiên cứu gen cho thấy virus H7N9 giống gen cúm H9N2 và có dấu hiệu thay đổi để thích ứng với động vật có vú. Như vậy, trong thời gian tới, không chỉ gia cầm và chim hoang dã có virus H7N9, mà cả động vật có vú cũng có thể bị lây nhiễm. Khả năng lây lan thành dịch lớn trên cả loài lông vũ, động vật có vú và người là rất cao. Mặc dù vậy, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dịch cúm AH7N9 tại Trung Quốc tập trung chủ yếu tại 4 tỉnh gần nhau là Thượng Hải, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang. Hiện vẫn chưa xác định được con đường lây nhiễm là từ gia cầm hay lây nhiễm từ người sang người, phương thức lây truyền cũng chưa được xác định. Trước những diễn biến phức tạp của virus cúm H7N9, Trung Quốc nói riêng và Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các nước lân cận nói chung đã cấp thiết chuẩn bị các biện pháp đối phó nhằm hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc do dịch bệnh gây ra. Hôm 10 tháng 4, Trung Quốc đã chính thức khởi động dự án nghiên cứu phát triển vaccine kháng virus H7N9. Các chuyên gia hy vọng có thể bào chế thành công loại vaccine này trong vòng 7 tháng tới. Dự án trên sẽ do Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc và Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia phối hợp triển khai. Các chuyên gia hy vọng có thể bào chế thành công loại vaccine này trong vòng 7 tháng tới. Theo thông báo của Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc, ngoài những bệnh nhân nhiễm cúm đang được điều trị cách ly, những người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân nói trên cũng đều đã được áp dụng biện pháp quan sát lâm sàng. Hiện chưa thấy có dấu hiệu khác thường, cũng như chưa phát hiện có trường hợp nào lây nhiễm từ người sang người. Cũng theo cơ quan này, hiện mạng lưới phòng xét nghiệm cúm ở toàn bộ 31 tỉnh thành tại Trung Quốc đại lục đều có thể xét nghiệm virus H7N9. Sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch nước này cung cấp tổng số 160.000 liều thuốc thử phản ứng cho các phòng xét nghiệm, hiện Trung tâm đang tích cực sản xuất thêm thuốc thử phản ứng để kiểm soát tốt hơn bệnh cúm nguy hiểm này. Ngoài ra, họ cũng sẽ tập trung theo dõi sự biến đổi của virus H7N9 như khả năng kháng thuốc và biến đổi gen của chúng, nhằm phát hiện nguy cơ lây nhiễm từ người sang người của loại virus nói trên. Trong khi đó, tại Hồng Kông, Cục Thực phẩm và Vệ sinh Môi trường ngày 12 tháng 4 thông báo gia cầm nhập khẩu từ các công ty ở Trung Quốc sẽ được kiểm tra cúm H7N9 và H5N1. Theo đó, các quan chức sẽ chọn ngẫu nhiên 30 con gia cầm trong lô hàng khoảng 1.000 con để kiểm tra xem có nhiễm virus H7N9 và H5N1 hay không. Nếu gia cầm sạch, chúng sẽ được đưa đến một khu chợ tạm trong thành phố để bán. Nếu gia cầm bị bệnh, việc nhập khẩu gia cầm sẽ bị đình chỉ, theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y Thế giới. Bất cứ lúc nào phát hiện gia cầm dương tính với H7N9 hoặc các trường hợp nhiễm virus cúm này tại Hồng Kông, chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa ra một phương án khẩn cấp để đối phó với mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ gia cầm sống ở Hồng Kông, cũng như đình chỉ mọi hoạt động nhập khẩu gia cầm vào khu vực. Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo tất cả mọi người nên nâng cao ý thức đề phòng đối với dịch bệnh này. Nếu bạn ở trong một trang trại hay ở gần các chợ gia cầm, hãy chắc chắn rằng mình luôn phải giữ tay và quần áo sạch sẽ, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với các con vật, tránh tiếp xúc với những con gia cầm bị bệnh hoặc có vẻ ốm yếu. Còn tại Nhật Bản, chính phủ nước này cũng đang áp dụng hàng loạt biện pháp ngăn chặn dịch lây lan từ Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ dịch H7N9 bùng phát, các công ty dược tại Nhật Bản đã chuẩn bị các loại thuốc như Tamiflu, Inavir và Relenza. Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định áp dụng luật phòng chống dạng cúm mới kể từ ngày 13 tháng 4, sớm hơn kế hoạch ban đầu dự định vào cuối tháng 4, trong bối cảnh dịch cúm gia cầm H7N9 ở Trung Quốc lan rộng. Trong khi đó, tại Nam Phi, các nhà chức trách cũng vừa phát hiện chủng virus cúm gia cầm mới H7N1 trên những con chim tại một trang trại ở Oudtshoorn thuộc vùng Western Cape, Tây Nam nước này. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cách đây vài ngày, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ kiểm soát tốt được dịch cúm đang hoành hành tại các tỉnh phía đông nước này. Tuy nhiên, trên thực tế, số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng lên, trong khi con số bệnh nhân tử vong do loại virus này nhiều khả năng sẽ không dừng lại ở con số 11. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh là nước láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam chúng ta cần phải nhanh chóng phổ biến kiến thức về chủng virus này đến với người dân để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Chuyện Đông Chuyện Tây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.